Người ta sẽ hỏi là một bất động sản đẹp là như thế nào. Thì đây là một cái câu hỏi rất là trừu tượng và nó phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Với riêng quan điểm của bác Đại Bàng là gì? Với con mắt của nhà đầu tư và cách tính của nhà đầu tư ấy, thì một bất động sản đẹp nó sẽ phải là một cái vị trí tiềm năng tăng giá và kinh doanh nó phải có lại. Đấy, với nhà đầu tư, bất động sản đẹp là nguyên lý số 1 và yếu tố quan trọng cốt lõi nhất là nó phải có lãi các bạn nhé. Thế còn nếu như giả sử với người ở, một bất động sản đẹp là phải làm cho họ thích, họ vui, họ sướng, họ ở, họ thấy thoải mái, hợp phong thủy, thì đấy là một bất động sản đẹp với người ở. Đấy, một bất động sản du lịch đẹp nó phải có view, nó phải có núi, có sông, có phong cảnh hữu tình và những cái chill để các bạn trẻ đến có thể chụp ảnh, có thể check in, đúng không? Có thể là hít thở không khí trong lành, thì đấy là một bất động sản đẹp với bất động sản du lịch. Còn nhìn chung ấy thì mọi người đều mong muốn là cái mong muốn của họ là như thế, đâm ra người ta cho rằng là đẹp. Ví dụ như là gần ô tô này, gần đường lớn này, nhất cận thị, nhì cận giang, mà đúng không, ba cận độ, còn tôi thì thêm là bốn cận viện, là năm cận trường các bạn nhé. Thì đấy là quan điểm của tôi là bất động sản đẹp. Tiếp theo đó là gì? Cái hình thửa, cái sơ đồ thửa đất nó phải đẹp, nó không bị lỗi phong thủy, không bị đường đâm, không bị thóc hậu, không bị móng mó, không bị tam giác, không bị hình gọi là mắt nghéo, không bị hình gọi là lục giác, hay là nhìn nó không vuông vắn, đúng không ạ? Ít nhất nó phải vuông vắn và hợp, vị trí nó phải là đắc địa, đúng không ạ? Thì nó gọi là đẹp. Tiếp theo nữa đó là gì? Trên cái bất động sản đấy nó có những cái gọi là ngôi nhà đẹp, hoặc là một cái khách sạn đẹp, hoặc một cái thiết kế đẹp mắt, độc lạ và có thể khai thác sử dụng được tối đa, có tính thẩm mỹ cao, thì đấy cũng gọi là bất động sản đẹp. Tiếp theo nữa đó là gì? Là cái pháp lý, một bất động sản đẹp thì pháp lý nó phải chuẩn, và chuẩn đến mức gọi là chuẩn không tì vết các bạn nhé. Chuẩn không tì vết tức là sang tên sổ đỏ ngon lành, công chứng ngon lành, và tất cả là sổ là mới, hoàn toàn theo quy định của nhà nước, và tất cả mọi thứ đều trơn tru, không mắc lỗi chính tả, không là mắc lỗi về mặt gọi là văn bản giấy tờ. Thì đấy là một trong những cái rồi là đi kèm theo sổ đỏ thì phải có, nếu có nhà thì phải có giấy phép xây dựng đủ số tầng, có đủ phòng cháy chữa cháy, hay là có đủ công năng thiết bị, đúng không? Thì đấy là một bất động sản đẹp. Thì mỗi người có một quan niệm về bất động sản khác nhau, và tùy theo mục đích sử dụng của những người khác nhau, nhưng là có thể phân thành là giá trị sự đẹp với người sử dụng này, đẹp với người đầu tư này, và đẹp với những cái người mà theo phong cách riêng, mục đích sử dụng riêng của họ, thì đấy là đẹp. Và đẹp chung thì phải là ô tô, rồi là vị trí đắc địa, không đội phong thủy, pháp lý chuẩn.